bộ trên cái triền đồi ở gần nhà cô, cách nhà cô có 1.000 feet thôi là rất là gần, và cũng gần cái đất nhà cô. Thì hôm nay cô cho coi ha, hôm nay cô chiếu lại cái video này. Đây là một cái video của ngày thứ bảy 13 tây tháng 8 2022. Bữa nay cô mặc cái áo đen, đội kính râm, đeo kính râm, đầu đội mũ mũ màu màu hoa cà. Cô rất là thích cái mũ này, thành ra hôm nay cô cho thấy ha chung quanh cô nó như thế nào. Trời rất là nắng và rất là đẹp. Khung cảnh ở đây rất là bình an. Auckland nó cũng có nhiều nơi lắm. Người ta nói Auckland nó lớn lắm, cái thành phố Auckland nó rất lớn. Cái chỗ của cô là cái chỗ rất là đẹp, tại vì nó ở trên triền núi, đúng không? Thì hôm nay cô quay cô cho coi cái này ha. Để cô coi coi nó cái gì đây. Thử coi sao. Ok, đây là cô quay ha, chung quanh cô. Thì đây là những cái ngôi nhà. Và đây là cái miếng đất này nó là triền núi, và cái ngôi nhà này rất là cao to. Không, này ngôi nhà này mới vừa xây xong, đâu cũng được 2 tháng rồi. Rồi ở trên này thì hai bên dãy nhà, bên kia thì nó cao hơn. Mà tụi con thấy ở Mỹ thì cây cỏ, cây cối nó xanh à, đúng không? Đây đây là đang đi xuống dốc núi. Đó, rồi ở đây là đất, đất ở phía dưới này rất là sâu. Tại vì đây là cái triền núi, lưng chừng núi, rồi còn ở dưới kia nữa còn rất là lớn. Thì đây là những cái cây, cây sồi, cây ốc. Cô đã nói là những cái ốc này không được chặt, tại vì tiểu bang này là tiểu bang có tên là Oakland. Ốc là cây sồi đó. Thì những cái cây sồi này chính phủ giữ nó rất, chính phủ preserve nó là giữ, không cho ai chặt. Nếu mà muốn chặt, không được phép, chính phủ không cho chặt là không có xin phép làm gì hết. Thấy không? Đây là cái khu đất này là gần cái khu nhà của khu đất của cô. Rồi ở đây, đây nó như là một cái rừng vậy đó. Thì thông thường ở Mỹ đó, những người mà ở trên núi đó là tại vì người ta có tiền cho nên người ta ở trên núi. Những người mà không có nhiều tiền thì họ ở ngay trong thành phố để họ di chuyển cho nó dễ, nó có nhiều tiện nghi hơn. Còn ở trên núi như vậy nè, muốn đi xe bus cũng khó lắm, thành ra mình phải lái xe. Thấy không? Mà lái xe đó thì tốn xăng. Thì những người mà họ ít tiền có nghĩa so với cái người mà khoảng có 10.000 tháng, thì mấy người mà có 2-3 ngàn thì đối với họ là ít tiền, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề ít tiền hay nhiều tiền ở Mỹ nó không phải là một vấn đề lớn. Thấy không? Ừ, đó. Thành ra đây là con đường đến cái đất của nhà cô nằm phía bên tay trái. Thì bữa nay cô muốn đi lên cái đất của cô để cô coi coi tôi sẽ làm gì với cái miếng đất này. Đây là cái nhà hàng xóm của miếng đất của cô. Thì cái nhà này hồi cách đây 2 năm thì cái người này là một người thấy không? Đây. Em cái cây sồi này nó lớn lắm, nó già lắm rồi, không bao giờ được cắt. Rồi bên này là tới đây là miếng đất của cô. Miếng đất này cô mua cách đây cũng mười mấy năm rồi. Hồi đó đó, thuế đó cô chỉ đóng có 1.500 đô la cách đây 15 năm. Rồi cách đây 10 năm thì nó tăng lên 3.000 đô la. Rồi bây giờ nó lên tới 12.000 đô la lận. Ừ. Thành ra giờ cô phải xây nó lên. Nếu không xây là mình cứ phải đóng thuế thì nó nặng lắm, đúng không? 12.000 đô la một năm là một tháng phải đóng 1.000 đô la tiền thuế đất nè. Thấy không? Đó, miếng đất rất là đẹp. Miếng đất này của cô nó sâu lắm, nó sâu vào bên trong tới 275 feet lận. Để mình đi lên đây chơi ha, để coi cái miếng đất của cô. Thì khi mà cô thấy miếng đất này cô rất là thích. Thì cái người mà bán miếng đất này của cô đó là anh đó, anh ở San Jose, anh là người Mỹ. Miếng đất này anh mua đâu mấy chục năm về trước đó. Thì hồi đó anh mua miếng đất này đâu có 20 mấy ngàn à. Đến chừng bán cho cô thì nó là giá nó lên tới 100 mấy chục ngàn lận. Thấy không? Miếng bên này là 110 ngàn, miếng bên này là 200 ngàn. Là tổng cộng là 310 ngàn. Mà phải đóng thuế 12 ngàn đồng.
tiền thuế đất của cái miếng bên này, còn miếng bên này mấy ngàn nữa. Cho nên một năm là phải đóng mấy chục ngàn đồng tiền thuế đất. Thì nếu mà cô không xây lên để làm ra cái gì đó thì tiền mình cứ mất đi thôi. Thì miếng đất này hồi đó cô mua là cách đây mười mấy năm. Thấy không? Cái miếng đất rất là đẹp. Đẹp lắm. Thì cô hay đi lên trên này, cô chơi lắm. Thấy không? Tuốt đằng sau kia nữa kìa. Thấy không? Tới cái chỗ mà cái cây ốc đó đó. Ra sau cái cây ốc đó nữa. Rồi từ đây đó là nhìn xuống cái bay view. Nếu mà xây cái nhà 3 tầng cao lên, khoảng 30 feet chiều cao, thì là ban đêm rất là đẹp. Mà tới cái miếng đất này nó có một cái mùi hương của cây khuynh diệp. À, cô có hai cây khuynh diệp nó to, một cây bên này, cái này tổng cộng là 5 cây khuynh diệp. Mà mấy cây khuynh diệp này phải cắt để nếu xây nhà, nếu xây đằng sau nó thì phải cắt, nếu xây đằng trước nó thì không cần phải cắt. Cô đang nghĩ coi sẽ làm gì. Nếu mà cắt cái cây khuynh diệp này đó, một cây vậy là khoảng 5-7 ngàn lận. Hôm trước cô hỏi rồi. 5 cây khuynh diệp là tốn 30 mấy ngàn để mà cắt mấy cái cây này xuống thì uổng, đúng không? Thành ra chưa biết như thế nào. Cô coi coi, phải đợi mấy tháng nữa mới quyết định được. Thì cái nhà của cô nó đâm ra một cái ngõ đường, mà cái đường này nó cũng đi theo cái vòng xoắn ốc, nó đi xuống tới chân đồi lận. Thì hôm nay cô dẫn mọi người đi tham quan nơi cái khu mà cô ở. Lần trước thì cô quay nó không được tốt lắm, đúng không? Nhưng mà hôm nay cô hiểu ra được rồi, thành ra cô biết cô phải làm sao. Hôm trước thì cô chỉ quay thử thôi. Ồ, đây là con chó Tino. Cái này em cô, nó bữa nay đáng lẽ cô dẫn chó đi nha, bữa nay cô phải quay cái phim này, thành ra cô không có dẫn chó đi được. Ok. Thành ra bữa nay cô quay, tại quay cái này thì người ta đăng quảng cáo trong cái kênh của mình. Thì cái đó cũng là điều tốt, thấy không? Ok. Bây giờ là đi lên dốc núi, nãy đi xuống rồi, bây giờ là đi lên. Thành ra cái nhà của cô là nó từ trên cái nó đi xuống cái lũng, cái nó đi lên lại. Nó là một cái triền đồi rất là thú vị. Thấy không? Đây là cái nhà bên cạnh của cô nè. Đây là người hàng xóm. Thì mỗi nhà có một cái miếng đất dài như vậy đó, và người ta xây ngay trước mặt tiền như vậy, rồi đằng sau người ta trồng cây hay người ta làm gì. Thành ra cô cũng đang suy nghĩ. Còn đây là bên đối diện của nhà cô là một cái rừng cây tùm như vậy. Thấy không? Đây là ngay thành phố. Bước xuống chân đồi là tới thành phố. Không phải tới thành phố, tới chợ búa ở dưới chân đồi. Còn lên đây thì thấy là mình ở một nơi gọi là biệt lập. Thì khu nhà ở đây đó, giá tối thiểu là 1,2 triệu. Nhà của cô 8 phòng thì nó tới 1,5 triệu lận. Nhà 3 phòng thì khoảng 800 ngàn. Là tại cái miếng đất nó lớn. Đó, thấy không? Thì như cô đã nói ở đây đó, mỗi một cái nhà là trước cái sân nhà đó, trước cái nhà là có điện và nước và sewage. Okay. Sewage là cái đường cống rãnh. Ví dụ ở đây nè, ở đây là nước, thấy không? Ở đây là nước. Rồi ở đây á, là cống rãnh. Và cái nhà này nó xây sát như vậy đó, thì nó không có tốn tiền ống nước nhiều. Thành ra những cái người mà ta xây nhà là người ta tính kỹ lắm.
Rồi ở đây á là tụi con thấy nhà đường xá trong này là đường của tư nhân, thì tư nhân có thể làm đường. Thấy con đây là nước, Ibima là nước. Rồi những người mà dắt chó đi đây thì nó có cái bảng nó đề là mình phải hút, nếu mà chó nó ị đây là mình phải hút cước chó chứ mình không được để lung tung. Thấy không, đây là nhà bên phía tay trái, thì ở đây có nhà bán nè đó. Rồi còn bên tay mặt là một cái khu cây cỏ sùm rất là tuyệt vời. Thật ra ngày nào cô cũng đi hết, đi lên trên cái triền đồi này đi một vòng như vậy giống như là mình đi bộ đó. Rồi một chút nữa tụi con sẽ thấy có một cái khu, đây là mình đi lên một cái vòng núi cao hơn, phải không? Thì bây giờ là cô đang đi lên nè, rồi một chút nữa mình trở về thì mới đi xuống. Thì tụi con thấy nhà ở đây đất nó rất là rộng đó, nhà rộng lắm. Ở tuốt phía trên kia đó là trên kia là cao hơn ở dưới này, rồi ở bên phía tay phải là thấp hơn, thấy không? Rồi dưới nữa là chân đồi. Ra bữa nay cô đi chung quanh cái triền đồi này để cho mọi người nhìn thấy đời sống ở bên Mỹ. Cô đã nói những người mà cần tiện nghi vật chất, không có xe cộ nhiều đó, thì họ ở ngay trong thành phố. Ở thành phố ha, đậu xe đó phải trả tiền. Ở nhà cô đâu có trả tiền gì đâu. Thấy không? Ở những nơi khác mà ngay trong thành phố đó là phải trả tiền. Tiền đậu xe. Còn không đó là phải đuổi. Có ngày nó đi quét đường thì mình không có được đậu. Ở ngoài đường đó không phải trả tiền, nhưng mà mình phải dời xe đi khi nào mà họ quét đường. Đây là bên phía bên tay trái. Thấy không? Rồi bây giờ mình qua bên phía bên tay phải. Bên phải của cô nè, những cái cây mà cái gốc to như vậy là nó cả trăm năm mình không được cắt xuống. Cây như vậy đó là nó tạo nên không khí trong lành, đúng không? Rồi nó làm cho, thí dụ mưa, nước mưa đó, nó những cái cây này nó chặn cái sự sạt lở. Cô ở trên núi mà, cho nên những cái gốc cây này rất là quan trọng. Nhà người nào người ta cũng trồng đủ thứ cây hết, thấy không? Đó. Và ở đây nhà người ta sử dụng năng lượng mặt trời nè. Nhà của cô xây cách đây 20 năm cho nên không có năng lượng mặt trời. Mà bây giờ muốn đổi qua năng lượng mặt trời thì cô đợi, cô phải sơn lại, phải sửa sang, phải làm đủ thứ. Mà muốn làm cái đó là mình không thể nào ở trong nhà được, mình phải chọn qua cái nhà khác. Nó thành ra cô đang suy nghĩ là khi nào thì mình mới bắt đầu làm. Đó, cái này là bên tay trái. Nhà cô một tháng phải đóng khoảng 400 đồng tiền điện đó. Tiền nước là 200, 300 nữa, là thấy 750. Tiền rác là 300 nữa, là thấy 1.000 đồng rồi. Thấy không? Đó, tiền điện, tiền nước, tiền rác là cô phải trả 1.000 đồng. Nhưng mà đồng lương của cô nó cao thì trả 1.000 đồng đó cũng bình thường thôi. Còn trong khi đồng lương của Việt Nam quá thấp mà phải đóng những cái tiền đó thì là quá cao, thì cái đó nó bất hợp lý, đúng không? Còn ở đây lương người ta cao thì người ta trả cái số tiền đó là bình thường, không có gì để mà phải càm ràm hết á. Còn ở Việt Nam tại lương người ta thấp mà số tiền như vậy là quá đắt đỏ, trong khi ở Mỹ không có đắt đỏ. Thí dụ lương một người làm một năm 80.000 mà trả có 1.000 đồng tiền điện, tiền nước, là năm có 12.000 hà, thì tụi con nghĩ coi đâu có là bao nhiêu đâu, đúng không? 80.000 trừ thuế đi thì còn lại khoảng 65.000, thấy không? 65.000 mà trừ tiền điện, tiền nước 1.000 thì cũng còn 64.000. Trả tiền này, tiền kia, tiền nọ thì mỗi tháng mình cũng dư ra được 1.000 đô la hay là 1.500 đô la là nhiều lắm rồi. Nhưng mà thông thường người ta đầu tư vào những nhiều thứ khác lắm. Thành ra cái vấn đề ở Mỹ nó than vàng.
người ta không có than vãn. Đó, rồi đằng kia nữa đó là bên kia đó là cái, nó gọi là vùng Bay Area, bên đó là bờ biển đó. Bên đó là những vùng ở đây. Đó, thành ra hôm nay cô cho coi chẳng hạn ở đây nè, cái đường mà nó có cái đường bùi lên đó thì người ta gọi là speed bump ahead để cho người ta biết tới đó ta chạy chậm lại. Thì nhà ở bên Mỹ đó nó khác nhà ở những nước như là Na Uy hay Đan Mạch, tại vì nhà ở Na Uy, Đan Mạch người ta ở chung cư, còn ở Mỹ nó có những khu dân cư, chung cư, mà khu chung cư là cho những người tại vì mua một cái nhà tới cả triệu đồng lận mà phải trả nợ ngân hàng 30 năm, nhiều người ta không thích thì người ta mướn nhà chung cư là nhà thuê, đúng không? Rồi ở những cái nước như là ở Bắc Âu đó thì người ta bán cái khu chung cư đó, một cái căn hộ như vậy là mấy trăm ngàn thí dụ. Còn ở Mỹ thì người ta không có mua chung cư, người ta không ở như vậy, người ta ở nhà riêng. Tại vì cái đó là cái độc lập của người ta. Có những cái nhà, cái ông này, ông chiếc xe này rất là đời cũ lắm. Đời này là đời xa xưa lắm. Xe này gọi là xe Hoa Kỳ, giống như thời của Việt Nam Cộng Hòa thời xưa đó. Lái những chiếc xe Hoa Kỳ là của năm 1930-40. Mấy chiếc xe là 1950 đó. Xe này xưa cũ lắm. Có cái nhà này nè, ở Mỹ nhà là đầy màu sắc. Nhà này là màu vàng, thấy không? Rồi bên cạnh là cái nhà màu trắng. Tụi con thấy ở đây có cây phượng nè. Không, cây này là cây điệp. Trồng được cây phượng. Cô nghĩ là khi nào cô có thể trong tương lai, cô sẽ trồng vài cây phượng ở nơi cái miếng đất của cô. Nhưng mà đất cô thì cô không ở. Cô tính xây nhà rồi cho người ta thuê hay là bán. Thành ra cô chưa nghĩ là mình sẽ làm gì trên cái nhà đó. Miếng đất đó cô có thể trồng được rất là nhiều thứ. Thấy không? Ở đây là một cái nhà. Mà nhà ở đây đó, cái vườn cây người ta rào lại. Những người mà họ rào như vậy nè, thông thường không phải người Mỹ. Người Mỹ họ không có rào nhà. Nhà mà người ta rào lại như vậy thông thường là người Á Đông hay là người Ấn Độ. Còn người Mỹ thật đó là họ không có rào, cái nhà của họ không có bờ rào, thấy không? Đó là những người Mỹ. Nhìn vô là biết ngay. Đây cũng vậy. Thấy không? Nhà cô đó là phải có cái cửa song sắt, là tại vì con chó này chạy ra lắm, cho nên phải làm cái cửa đó không cho nó chạy ra. Mà nó chạy ra nó thấy người ta là nó sủa. Mà có khi người ta nó cắn người ta nữa. Mà nó mà cắn người ta là mệt cho mình lắm. Bây giờ bắt đầu đi lên dốc. À, đây là những cái ngôi nhà. Những người này chỉ có một người ở trong nhà này thôi. Một, hai người hả? Nhà này nhỏ chút xíu hả? Thấy không? Ừ. Rồi bên kia. Tụi con thấy không? Nhà của Mỹ là không có bờ rào. Còn những ai mà làm bờ rào, nhưng mà cái bờ rào mà ngăn cách một cái nhà với cái nhà thì là đương nhiên nó có. Cái khúc đất của cái nhà này là nó như vậy. Nhà của cô đó thì cô sẽ trồng cây làm hàng rào. Cô dự định trồng cây tre làm một cái bờ rào. Thì tới đây đó là ở trên dốc núi, dốc của cái đồi. Còn ở bên kia đó là thấy không, cái núi nó còn cao lắm. Bên kia là phải đi lên nữa. Mỗi ngày cô đi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đi lên rồi đi xuống. Đi như vậy để tập thể dục. Cái cột điện này không bao giờ nó ngã hết đó tụi con. Ừ. Mà tại sao cái cột điện nó làm bằng gỗ? Mà cái gỗ này là cả trăm năm rồi.
Nghĩa là nó chôn rất sâu ở dưới đất. Thấy không? Rồi bắt đầu là đi lên dốc núi nha. Đó, nhìn bầu trời bữa nay rất là đẹp. Trong xanh hả? Rồi cho cô cho coi những căn nhà. Đó. Rồi bây giờ thấy mặt cô ha. Nói chuyện. Thấy không? Mỗi ngày cô đi như vậy. À, 1 tiếng đồng hồ. Vừa đi vừa về đó khoảng 3 mai. Cô nghĩ là 4 mai chứ không phải 3 mai. Mà 1 mai đó là 900. 1 năm mai là chưa tới 1 km. 900,90 km hay là 0,6. Để cô coi coi. Đâu khoảng 0,9 km đó. Thì khoảng 3 km. Cô vừa đi vừa về là 3 km. Thấy không? Giờ cô cho coi ở chỗ này. Đứng ở chỗ này nhìn xuống. Ở đây người ta nói. Thấy không? Cái view tuốt đằng xa kia kìa. Đó. Nhà bên đó nó cao hơn bên này. Nó không tại vì nó trên cái núi, triền núi. Còn bên này là ở dưới, gần. Nghĩa là thấp hơn chút xíu. Thôi. Mà một cái nhà ở Mỹ đó chỉ được cao 30 feet thôi. Không được cao hơn. Thì tụi con thấy ở đây cây cối sùm mà. Người ta đâu có chặt cây đâu. Cây là không bao giờ được chặt. Còn ở Việt Nam người ta chặt cây. Cô không hiểu lý do họ phải. Tại sao họ làm như vậy? Tại vì họ không có hiểu biết. Rồi họ đi trồng những cái cây mới. Phải không? Chi tốn tiền như vậy. Mà họ mấy cái bụi trúc rất là đẹp. Đẹp. Không? Cổng nhà là bụi trúc. Thì cô dự định cái đất của cô sẽ trồng những bụi tre chứ không trúc. Cô không thích cái trúc màu vàng này. Cô thích là tre màu xanh. Ở bên Trung Quốc đó nó có những cái rừng tre rất là đẹp mà cô rất là thích. Thế không? Rồi có cái những cái nhà mà họ lại để cái màu gỗ như vậy, họ không có sơn. Nên là nhà này là nó gọi là cedar. Còn nhà này thì họ lại sơn. Thấy không? Và mỗi nhà có một cái địa chỉ như vậy nè. Đó, đâu có tốn tiền gì đâu. Đó, ở đây là nhìn xuống cái view ở dưới rất là đẹp. Thấy không? Đó. Ở dưới nó gọi là Bay View. Rồi ở đây có những chiếc xe. Nhà nào cũng có 2-3 chiếc xe hết á. Không có cái nhà nào mà chỉ có 1 chiếc xe đâu. Thấy không? Hôm nay cô dẫn đi lên trên trên cái. Rồi, tiếp tục ha. Rồi, cô cởi cái áo ra chút. Này, mặc cái áo này nó nóng tại vì nó có cái túi. Cô phải mặc cái áo có cái túi để đựng chìa khóa. Đúng không? Đó. Giờ cô phải cởi cái áo ra ha. Phải ngừng lại ở đâu đó để cởi cái áo ra mới được. Bây giờ đi qua bên này đi. Qua bên này, ở đây có cái chỗ ngồi ha. Rồi để đây mới coi.
Rồi. Coi ha. Giờ mình đi lên lên dốc. Lên dốc là phải thở ra khói đó. Dốc hơi cao. Thấy không? Rồi cô đi lên dốc. Ngày nào cô cũng đi như vậy. Để cho thấy rằng sức khỏe mình vẫn còn tốt. Thấy không? Chẳng hạn như đây là có chiếc xe Lincoln nè. Chiếc này town car, khác xe của cô. Đó, rồi ở dưới kia là nhà ở dưới núi, thấy không? Đó, mình đi lên dốc núi. Đây là một cái dốc rất là lớn, rất là dài. Khoảng 100 mét. Thì có cái gốc cây rất là đẹp, thấy không? Rồi cái nhà này có cái cổng, thấy không? Đó. Tụi con thấy nhà nào cũng có thùng rác, có ba màu. Màu xanh lục, màu xám và màu nâu. Màu nâu là rác. Tất cả mọi loại rác, rác đều bỏ vào trong cái thùng màu nâu. Màu xanh lục là cây cỏ, thức ăn để làm phân phải nè. Đó. Rồi đây, thấy không? Tụi con thấy ở phía dưới đẹp chưa? Ở đây nghe. Ở đây nó có ngõ đi vào. Cái nhà nó xây ở phía sâu ở trong đó. Người ta chưa xây xong, hoặc là người ta đã xây rồi mà nó rất là nhỏ. Đó, hôm nay chúng ta đi đi nguyên một cái triền, một cái triền núi đi lên. Đó, cái nhà này thì garage nó ở trên, còn cái nhà nó ở phía dưới. Nhà này nó lọt thỏm ở dưới chân đồi á. Thấy không? Đó. Đây nè, cô cho coi ở dưới chân đồi, thấy không? Có những cái nhà ở dưới đó. Thấy chưa? Nó có những cái nhà, cái view không? Đó. Cái nhà này nếu nó bán rất là đắt, tại cái view nó quá đẹp. Ở đây có một miếng đất trống. Thấy chưa? Rồi ở đây là một cái ngã ba. Theo hình chữ Y thì có bảng stop. Đường này là đường, cái này là cái dốc. Thành ra trên kia nó chạy xuống, thấy không? Còn cô là cô đang đi lên, đi theo cái triền đồi này. Còn cô là cô đang đi lên, đi theo cái triền đồi này. Đó, tụi con thấy những cái cây mà người ta cắt ra, người ta cưa ra đó. Đó, đó rồi để người ta làm gì? Người ta có công việc của người ta. Đó, rồi để người ta làm gì? Người ta có công việc của người ta. Thấy không? Nhà nào cũng có 3-4 chiếc xe. Không có nhà nào mà ít xe đâu. Cô đã nói ở Mỹ đó, mỗi người có 2 chiếc xe rưỡi lận. Đó, đây là cái view ở đằng Bay Area đó. Cái đất của cô nó ở phía dưới cái đất này. Thấy không? Mà chỗ này người ta ta rào lại, chứ có nghĩa là miếng đất này là có chủ, mình không được bước chân vào. Rồi cái nhà này xây cũng rất là ngộ ha, rất là đẹp. Nhà này là của người Ấn Độ, không không phải người Ấn Độ, người Trung Đông. Đó, họ xây 2 căn liền kề với nhau. Một cái là để cho người ta thuê. Thấy không? Đây là người Ấn Độ. Nhà này của người Ấn Độ.
người da đen mà ở đây đó là những người giàu có. Ở chỗ này thì là thấy là thích sống một cái khu mà nhà nó giống nhau, nó có những cái khu nhà mới là sẽ giống nhau, biết không? Thì có những người trẻ bây giờ họ thích ở đó, cô thì cô không thích. Tới một cái khu mà tất cả ngôi nhà đều giống nhau, cô không thích. Đây, nhà nào cũng có cái, không phải nhà nào cũng có cái hệ thống nước đó. À, cứ một block đường là có một cái hệ thống nước như vậy. Nếu mà có cháy nhà hay gì là xe chữa cháy tới là lấy nước. Rồi ở đây họ làm cái đàn thấy cũng hay, rất là tốt. Nhà này tôi thấy cái vườn họ làm đẹp không? Đó, nhà thì họ xây tuốt bên trong. Rồi ở đây là người này là xây cất. Họ phải xây cất cái gì bên trong nè. Đó, scaffolding. Hay. Mà đa số ở đây đó, người mà làm về xây cất đó, người ta thuê người Mỹ nhiều, tại người Mỹ nó có cái sức mạnh, sức mạnh về lao động đó, về cơ bắp. Đó, hôm nay cô đi hết cái vòng cái triền núi này rồi cô mới đi bộ về, là như vậy là mất 1 tiếng đồng hồ. Ngày hôm nay cô nhà con nuôi của cô đó nháo cúng rằm tháng 7, thành ra mời cô qua ăn buổi chiều. Thành ra cô đi mong, rồi cái cô về, cô chuẩn bị, cái cô đi qua nhà nó ăn rằm tháng 7. Đó, tụi con thấy, đó nhà đi là coi như là cái bờ dậu của người ta đó. Người ta trồng cây như vậy nè, rồi ở trong mình đâu có thấy được gì đâu, đúng không? Đó, có những người nó như vậy. Rồi ở đây nhà nào nó cũng có cái video camera hết á. Ăn trộm vào đây cũng khó lắm. Thấy không? Ăn trộm vào nhà của Mỹ đó, nhà của Mỹ không có tiền mặt. Thành ra nó biết nó vào đây nó cũng chẳng lấy được gì. Chỉ có khi nào những người biết mình có tiền mặt ở nhà thì nó mới vào nó lấy thôi. Chứ còn bình thường, ăn trộm bình thường nó không có đi vào nhà người ta để nó ăn trộm. Nó đi ăn trộm nơi những cửa hàng nhiều hơn. Mà cửa hàng thì làm sao mà ăn trộm được, đúng không? Thì không thể nào nói có ăn trộm là có kẻ xấu, không. Có những đứa người mà ăn đi ăn trộm thì thường thường là nói là những kẻ bất hảo và đã bị bắt, đi bị tù tội rồi. Mà những cái người đó bây giờ có làm gì họ vẫn tiếp tục làm những chuyện không tốt. Thiếu gì người bị bắt vào tù, họ ra khỏi tù họ có bằng tiến sĩ. Còn những người này họ không có trí tuệ, không có học được gì cả. Thành ra thường thường những người là những người đi di dân lậu đó. Thì qua đây làm sao sống được thì phải đi ăn trộm. Thì đó là những người di dân lậu. Phải ăn trộm ăn cắp. Đúng. Đó, trên kia là ngọn núi đó. Đó, có những nhà trên đó. Đó là cái ngọn núi. Còn đây là mới có lưng chừng đồi thôi. Tụi con thấy trên kia không? Đó, cái ngọn núi ở trên đó. Khu trên đó, nhà trên đó là 2-3 triệu. Còn khu dưới này thì khoảng 1 triệu thôi. Còn dưới xa hơn nữa thì khoảng 500 ngàn. Dưới chân đồi thì khoảng 500 ngàn. Ở trên đây. Thì ở đây nè, thấy không? Trời nắng như vậy người ta dắt chó đi ra ngoài cho nó đi chơi. Đó. Thì trời nắng này người ta ăn mặc như vậy cũng là bình thường thôi, tại nắng lắm. Đó. Rồi lên trên kia là cũng một cái dốc núi nữa, không? Nó đi lên nữa là nó cao hơn nữa. Ở dưới này nó hơi thấp, nhưng mà ở trên kia kìa, tôi còn thấy ở trên cái đỉnh đó, đó là trên ngọn của cái núi. Thì trên cái đường đó nó gọi là
Trên đó có trường Đại học Cộng đồng, Merit College. Còn những cái nhà này là họ xây cả 100 năm trước rồi, cho nên nó nhỏ như vậy. Còn nhà bây giờ là họ xây rất là to. Đây nó nói nè, in this house we believe black lives matter. Women's rights are human rights. No human is illegal. Science is real. Love is love. Kindness is everything. Đó, người ta tin là nó như vậy đó. Là mọi người phải tốt với nhau, thấy không? Kindness is everything. Love is love. Woman rights is human rights. No human is illegal. Họ tin là không có một con người nào có thể là bất hợp pháp cả. Họ nói như vậy, nhưng mà sự thật đó phải như vậy. Thấy không? Những người này là thuộc cánh tả, thuộc đảng Dân Chủ. Rồi bây giờ coi cái núi kìa ha. Trên ngọn núi đó, thấy chưa? Đó, đó là ngọn núi đó. Nhà trên đó là 2-3 triệu không à? 5 triệu cũng có nữa. Đây là ở California cho nên nhà rất là đắt. Ở đây có 32 triệu dân. Mà tất cả những gọi là khu Silicon Valley là ở dưới San Jose. Còn ở trên này Oakland là một cái cảng. Thấy không? Đây là nơi mà nhập và xuất hàng hóa. Cảng là ở Oakland. Cảng Oakland. Rồi thủ phủ của tiểu bang California nó nằm ở Sacramento. Sacramento cách Oakland là khoảng 1.5 tiếng đồng hồ lái xe. Là khoảng 100 mile. 100 mile là khoảng 200 cây số đó. Thấy không? Đó là đi qua bên kia là một con đường khác. Bây giờ cô đi trở lại. Rồi bây giờ đi trở lại là đi về nhà mình. Là bây giờ mình coi nhà ở bên phía tay trái ha. Thì hai bên nhà là nó như vậy. Thấy không? À, thấy cô không? Thấy cô rồi ha. Giờ mình coi đường xuống nó như thế nào nha. Ngày thứ bảy không có ai đi ra đường hết, người ta ở trong nhà hoặc là người ta đi ra biển người ta chơi, không có ai ở nhà, thấy không? Ở đây là bên phía tay phải, bây giờ mình coi bên phía tay trái đi. Chiều. Rồi cô bữa nay thì cô không cắt cỏ. Cỏ của cô nó còn 2 phần nữa. Thì cô nghĩ là ngày mai cô sẽ cắt. À, ngày mai làm nhiều việc lắm. Nhiều thứ cô cần phải làm cho tới cuối tháng này. Hy vọng là cuối tháng này cô dọn về nhà mới được. Rồi khi nào về nhà mới thì cô sẽ quay cái khu nhà mới cho coi ha.
khu nhà mới của cô ở một cái thành phố khác. Thiệt ra cái thành phố Oakland ngày xưa rất là đẹp, cho tới khi người da đen họ tràn về cái khu vực này, là tại vì ở khu vực này có công ăn việc làm và có sự hỗ trợ của chính phủ, cho nên họ từng những tiểu bang khác họ tràn qua Oakland. Thì khi họ tràn về đó, người da trắng họ bỏ đi, họ dọn đi nơi khác, thành ra cái Oakland tự nhiên nó trở thành một nơi hỗn độn. Và có nhiều người không bỏ đi, họ ở lại, họ kiên trì họ ở lại. Chẳng hạn như cô đó, nơi chỗ cô thì không có cái hỗn độn gọi là tạp nhạp ở, nhưng mà mình đi xuống tới chân đồi thì là gặp sự tạp nhạp. Không thích sống gần những nơi tạp nhạp. Đó là lý do nước Mỹ, người ta gọi là nước Mỹ có sự kỳ thị, nó nằm ở chỗ đó đó. Tại sao người ta kỳ thị? Mình làm sao người ta mới kỳ thị mình? Chứ mình đàng hoàng tử tế thì người ta đâu có kỳ thị, đúng không? Thành ra nói đi thì cũng phải nói lại. Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Ở đây nó sạch sẽ như đó, mà chỗ nào có người da đen tới đó là nó bẩn thỉu lắm. Ừ, nó ăn nó xả y chang người Việt Nam à tụi con. Mà từ năm 1975 đó, người Việt là nó như vậy đó. Sau này thì họ bắt đầu họ văn minh đi lên chút, họ sạch sẽ một chút xíu, chứ hồi xưa hả rất là bẩn thỉu. Cô ra ngoài Hà Nội mà cô thấy ớn luôn. Năm 1996 cô về Hà Nội, cô thấy họ ăn cái là xả xuống đất, không có cái thùng đựng rác, mà cũng không có cái nhà vệ sinh nữa. Ờ, Việt Nam ngày xa xưa, cho nên nói nước Việt Nam ngày xa xưa như thế nào, cô đặt lại vấn đề cô đâu có tin đâu, đúng không? Đất nước của mình chưa bao giờ được giàu mạnh, chưa bao giờ hết. Vậy mà mình cứ nói là mình có nhiều anh hùng, cái đó là nói xạo, nói láo. Nếu có nhiều anh hùng đó là đất nước của mình đã giàu mạnh rồi, mình đã thấy có cái gì để lại rồi. Đằng này cả ngàn năm nhận được, đúng không? Rồi cô nói đó thì người ta nói cô là bôi xấu tổ tiên. Có cái gì để cho mình nói thật không? Có cái gì để cho mình nói là nó tốt không? Không có. Tại sao mình lại dừng chuyện đó mình nói như vậy? Cho nên mình sống trong cái ảo tưởng, mà mình ảo vọng nhiều quá. Thành ra khi mình có được đó, mình lại nhảy một cái vọt. Rốt cuộc mình không có chân đứng, mình không có cái đất đứng. Mình quen thói nói dối rồi. Đã bây giờ muốn nói thật cũng khó lắm. Cô thấy tốt nhất là mình dừng lại. Mình đừng có nói dối nữa. Mình phải biết rõ mình như thế nào, đúng không? Vì sao mà mình bị như vậy? Cũng vì mình u mê, ngu muội. Nếu mà mình khôn ngoan, thông minh giống như người Do Thái thì đâu có như vậy. Thấy không? Cũng may là có một số người rời bỏ cái chế độ cộng sản mà mới được như thế này. Chứ nếu mà không rời bỏ thì ngày hôm nay cũng là ăn mày. Cho nên mình phải cảm ơn những người đã rời bỏ được chế độ cộng sản, những người tị nạn cộng sản. Đúng lý là phải cảm ơn họ. Nhưng mà đằng này họ lại không cảm ơn. Thì có phải là đần độn ngu si không? Cái đó là kết luận là nó như vậy đó. Những người đằng trước mặt cô đó là những người Ấn Độ nha.
không, mấy người này không phải là Ấn Độ, mấy người là mấy người Mỹ đen, người một cái sarong sari của họ. Những người Mỹ đen mà ở đây, ở khu này là những người trí thức, có tiền, làm việc. Ít ra là họ là những người tri thức nữa, có hiểu biết. Mà những người mà Mỹ đen mà có hiểu biết á, thì họ sống như những người da trắng vậy đó. Đó. Rồi con thấy không, bên kia là đó, nó gọi là cái Bay View, là cái quang cảnh ở bên kia là bờ biển đó, thấy không? Nó gọi là Bay, là vùng vịnh. Giờ đi chậm chậm lại ha, hồi nãy giờ cô đi quá nhanh, thành ra thấy nó hơi rung rung, mà đi rung rung thì coi hồi không có khoái. Đó, hôm nay cô đi như vậy là ngày nào cô cũng đi 3 cây số hết á. Đi như vậy thì bớt được mỡ bụng, không? Vậy chứ cô cũng có mỡ bụng, cô cũng phải muốn bớt đi. Tới tuổi già thì mình có mỡ bụng, mà mình không thích cái mỡ bụng. Thiệt ra mỡ bụng cô có tí xíu thôi, nhưng mà cô cũng phải muốn cho nó bớt đi cái mỡ bụng. Tại vì có cô mới có 71 tuổi thôi, không biết 10 năm nữa cô có bị gì không. Cô thấy má cô đó ăn uống rất kỹ lưỡng, thấy không? Lúc bà 70 tuổi bà không bị gì, nhưng mà tới 80, 90 cái bây giờ bà bị cholesterol, rồi bị áp suất cao nữa. Lạ lùng không? Đó, cô cũng sợ, nhưng mà tại má cô không có tập thể dục. Má cô ngồi làm việc nhiều, còn cô là cô đi hoài, và cô tập thể dục, cô đi bộ hoài à. Má cô cũng có đi bộ, nhưng mà cái đi bộ của mẹ cô thì không có giống như là tập thể dục, phải không? Tập thể dục là phải đi để đổ mồ hôi ra, còn mẹ cô là không có đổ mồ hôi, đi giống như là đi thơ thẩn vậy đó. Mà đi thơ thẩn thì đâu phải là tập thể dục, đúng không? Còn cô đi như vậy là không phải đi thơ thẩn, đi để đổ mồ hôi. Thì hôm nay cô làm được nhiều việc lắm. Sắp xếp được một số công việc, rồi chuẩn bị, tại cô dự định là sửa 2023 cô xây được cái nhà bên kia, thì là cô mới cho mấy người qua bên đó ở tạm một nửa tháng hay một tháng để sửa cái nhà bên này đó. Cái là cái kế hoạch của cô, nhưng mà không biết có làm được hay không nữa. Rồi cô còn phải đi qua bên Hạ Uy thăm má cô nữa. Rồi không biết lúc nào, thật ra nhiều chuyện lắm mà đi qua bên thăm. Thấy là mất 3 tuần rồi. Đâu, làm gì cũng mất thời gian hết á. Bây giờ là tháng 8 rồi, còn có 4 tháng nữa là tới hết năm 2022 rồi. Tụi con thấy nhanh không? Từ 2018 tới 2017 tới 2022, đúng là 5 năm trời ròng rã, đúng không? Cô có tổng cộng 2.000 cái video, mà bây giờ mỗi cái video đó đều có quảng cáo, thì mỗi một cái video người ta ra này phải đóng thuế nữa. Ôi, thì thấy còn là khoảng chừng $1,700 là tối đa. Thì cái đó là cái mà cô nghĩ, còn cái mà thực sự thì như thế nào cô không biết, đúng không? Mà ở Mỹ đó, tới tuổi của cô về hưu rồi, tiền hưu của cô cũng phải đóng thuế nữa đó tụi con. Bởi vậy còn những người mà người ta nói người ta không thích sống ở Mỹ là những thằng nói láo, tụi con biết không? Là Mỹ nổi thì đâu có ai rời nước Mỹ làm gì. Tụi con thấy có nhiều người đó, cái họ bán cái nhà ở California là 1,5 triệu, thí dụ vậy.
cái họ đi về Việt Nam họ mua một cái căn chung cư đâu ở trên cái gì gì đó ha, 300.000, ôi là họ thấy thoải mái quá rồi, đúng không? Rồi họ đem tiền đó họ đi về Việt Nam họ làm gì đó, cái là họ thấy là họ là những nhà đầu tư thì họ thấy là họ có lợi hơn là ở Mỹ. Còn cô thì cô không thích như vậy, tại vì cái đầu tư đó nó không có, nó không có bền vững. Nhiều người lắm về Việt Nam lương hưu là 5.000 đồng một tháng là về Việt Nam sống thoải mái, đúng không? Đừng nói gì mấy người mà lương 1.000 đồng tháng về Việt Nam sống cũng thoải mái như thường. Một ngàn đồng một tháng đó, thấy không? Về Việt Nam thuê cái nhà 2 triệu đồng là sống thoải mái. Còn ở với bà con nữa thì trả cho họ tháng 2 triệu là họ vui rồi, thấy không? Ở mấy người già thì họ chỉ cần có một cái phòng thôi, phòng tiện nghi đầy đủ là họ sẵn sàng. Họ có 1.000 đồng thì họ trả 100 đồng là ok rồi, hay 150, 200, rồi cả tiền ăn này kia 300 đồng. Họ vẫn còn là được 700 đồng để mà họ sống. Mà người già họ muốn về Việt Nam sống là vấn đề dễ sống chứ không có gì cả. Nhưng mà những người người ta qua đây người ta làm. Thành ra nhiều người hỏi cô là cô có dự định đi về không? Cô nói không. Cô đi thì cô sẽ đi qua Ukraine. Tại vì cô thấy ở bên đó cô có ít hơn. Còn về Việt Nam không có làm được cái gì. Muốn làm cũng không được. Thành ra mình không cần phải về Việt Nam. Chỉ khi nào cái hành lang pháp lý nó minh bạch và tất cả mọi người công dân đều được bình đẳng, không có cái sự gọi là phân biệt đối xử. Ở Mỹ người ta không nói phân biệt đối xử mà người ta nói là kỳ thị. Còn ở Việt Nam mình thì nói nhẹ hơn chút, phân biệt đối xử, nhưng mà đó có nghĩa là kỳ thị đó thưa con. Cái đó còn nặng nề hơn nữa. Nhưng mà thấy cái lời nói của Việt Nam không? Nó giả dối, nó đâu có thật đâu. Thành ra cô không thích sống trong cái sự dối trá, cô không thích. Tại vì mình sống với sự dối trá mình rồi cũng sẽ dối trá. Mình không thể nào nói thật. Mình cứ việc nói thật thôi. Người ta không thích nghe thì người ta đi chỗ khác. Còn ở Việt Nam người ta trả thù mình, cái đó là không chấp nhận được. Rồi thôi bây giờ là cũng là sẽ cái video này ha. Cái video này là cũng cho tụi con theo dõi cái triền đồi bước chân cô đi mỗi ngày, theo cái triền đồi này đi lên và đi xuống. Ngày đi khoảng 3 cây số vừa đi vừa về. Đó. Ngày nào cũng đi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Để cô về cô coi thử coi có phải 1 tiếng đồng hồ không nha. Hồi cô rời khỏi nhà là 12 giờ 40 phút. Cô ra khỏi cửa nhà đó là 12 giờ 40 phút. Rồi bắt đầu đi. Và bây giờ là đi về tới một tí xíu là tới miếng đất của cô. Là cô tắt cái video này nha. Cô đi mà hơi thở của cô vẫn bình thường, không có hào hển, chứng tỏ rằng sức khỏe của cô rất là tốt. Nhiều người mà đi lên núi và đi về như vậy là họ thở, họ thở hỗn hển, họ thở hào hển rồi. Còn cô thì không có thở, vẫn thở bình thường. Rồi bữa nay đó, cô sau khi cô làm xong cái video này, chiều nay cô sẽ hát tặng cho cái kênh của cô những bài nhạc mà cô thích nhất nha. Ok. Rồi sắp tới miếng đất của cô rồi.
Hồi nãy mình đi, mình coi nhà cửa rồi ha. Bây giờ không cần coi nhà cửa nữa. Bây giờ chỉ nghe cô nói thôi, phải không? Chứ nhà cửa thì từ nãy giờ là vẫn có rồi. Bây giờ mình coi nhà cửa ha. Để đi tới miếng đất của cô. Thấy không? Đằng trước mặt cô. Hồi nãy là cô cho coi đằng sau lưng. Cái nhà xanh này nè. Đó, cái nhà đó đó. Nó chỉ có 1.200 square foot thôi. Nhỏ hơn nhà cô nhiều lắm. Nhưng mà miếng đất nó dài bằng nhà cô. Nó bán 800 triệu. 800 ngàn. Hai vợ chồng này là luật sư. Đó, đi khỏi cái khúc quanh này thì mới tới chỗ miếng đất của cô. Vừa đi vừa về, thấy không? Đó, hồi nãy cô cho coi hai bên nhà, bây giờ coi một bên thôi. Đó, sắp tới cái miếng đất của cô rồi. Rồi, đi bộ. Đi bộ là một một cách để tập thể dục, để làm cho cái vòng bụng của mình nó nhỏ xuống, nó không có mỡ nhiều, đúng không? Mỡ nhiều thì không tốt. Vòng bụng của cô chỉ có 32 thôi. 32 inch là tốt. Nếu mà trên 35 inch là không có tốt. Vòng bụng của cô mà nơi cái chỗ mà cái lỗ rúng đó là có 32 inch thôi. Còn cái eo của cô thì có 28 inch thôi. Ok, rồi sắp tới cái đất của cô rồi ha. Mình tới mình coi cái miếng đất của cô. Tới chỗ miếng đất của cô rồi là cô sẽ tắt cái video này ha. Và cô chào tạm biệt mọi người nha. Ok. Khoảng 100 bước nữa là tới miếng đất của cô. Ok, tới miếng đất của cô rồi. Thấy không? Đây là miếng đất của cô. Đây là miếng đất của cô. Rồi, cô chào tạm biệt ha. Bye bye. Until next time. See you again tonight. Ok, để cô coi coi. All messages are visible. Rồi ha, bây giờ cô chào tạm biệt nha. Coi coi cái gì đây. Share. Ok, share cho Facebook. Share.